Yo, what's up? Mình là Mình Travel. Dành cho những bạn mới thì kênh YouTube của mình là một kênh chia sẻ những mẹo để giúp các bạn có thể quay phim và dựng phim được tốt hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi đánh chiếm ga Cát Linh Hà Đông. Đùa đấy, thực ra thì vừa rồi mình có xem được bộ phim Arcane của Liên Minh Huyền Thoại, một bộ phim đang nằm trong top 1 Netflix. Sau khi xem xong thì mình có một nguồn cảm hứng rất lớn và mình đã quay được ra chiếc clip này. Trước khi quay thì mình thường sẽ vẽ storyboard để cho video của mình có một cái kết quả chỉn chu nhất. Tóm tắt câu chuyện đó là mình sẽ đóng vai nhân vật chính và đi vào nhà hoang để khám phá ra được một chiếc điện thoại ma thuật. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng quá nhiều ma thuật trong chiếc điện thoại đó thì mình bị chính chiếc điện thoại đó mê hoặc và hút vào một chiều không gian khác. Ngày đầu tiên thì bọn mình sẽ đi quay ở nhà hoang để khám phá ra được chiếc điện thoại ma thuật. Trước đó thì mình đã khảo sát một số chiếc nhà hoang rồi và mình lựa chọn ra địa điểm này. Mình cũng đã tính các phương án đặt đèn này rồi góc máy cực kỳ chỉn chu luôn. Tuy nhiên phải nói là rất là đen. Khi mà bọn mình bắt đầu đến quay hôm đó ấy, thì cũng chính là ngày đầu tiên mà dự án đấy bắt đầu khởi công và tu sửa lại. Thế nên bọn mình phải rời toàn bộ những cảnh quay ra một địa điểm khác. Tuy nhiên sau những nỗ lực của anh em thì cảnh quay cuối cùng của bọn mình ra vẫn tương đối là ok. Ngày tiếp theo thì bọn mình bắt đầu quay ở ga tàu. Đây là một cái địa điểm mà cực kỳ hot ở Hà Nội gần đây. Lúc đầu thì bọn mình chỉ dự tính là quay ở đây trong vòng một buổi thôi. Tuy nhiên thì do rất là nhiều thứ phát sinh, gần như cả hai buổi thì mình đều quay từ lúc mà trời bắt đầu tối cho tới lúc là chuyến tàu cuối cùng luôn. Khi mà vừa bước xuống tàu thì nhân vật chính bắt đầu cầm chiếc điện thoại ma thuật và trải nghiệm phép thuật của nó. Và những cái ma thuật trên chiếc điện thoại này cũng chính là những cái hiệu ứng đặc biệt chỉ có trên chiếc Xiaomi 11T series. Hiệu ứng đầu tiên khi mà dòng người vội vàng bước qua thì mình sẽ chọn phần Movie Effect và mình chọn là Slow Shutter. Khi các bạn chỉ cần chọn hiệu ứng này và nhấn một click bắt đầu thôi thì chúng ta ngay lập tức sẽ có kết quả, đó là những cái gì chuyển động qua khung hình nó đều sẽ bị blur đi trông một cách rất là cuốn hút. Ở phân cảnh tiếp theo thì nhân vật chính phát hiện ra một tên áo đen bịt mặt giống hệt mình. Mình cố tình cài vào để cho người xem cảm thấy một sự tò mò trong khung hình. Ngoài ra thì còn một lý do phụ nữa, đó là để tiết kiệm tiền thuê nhân vật. Những cảnh đuổi nhau thì mình có sử dụng một vài lớp mask cơ bản để giúp đan xen giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện, khiến cho khung hình hấp dẫn hơn một chút. Hiệu ứng time-lapse là một cái hiệu ứng mà cực kỳ hiệu quả để giúp chúng ta thể hiện sự trôi nhanh của thời gian. Và để tăng cái độ khó khi mà nhân vật chính đuổi cái tên áo đen đó thì mình đã chèn hiệu ứng time-lapse vào để cảm thấy là nhân vật chính đang rất là mông lung, không thể tìm được tên áo đen. Để mọi người có thể làm được hiệu ứng này thì tương tự mọi người cũng sẽ chọn vào phần Movie Effect và chọn vào Night Time-lapse. Hiệu ứng này sẽ chỉ có đặc biệt ở trên chiếc Xiaomi 11T Pro thôi. Sau khi đặt điện thoại lên chân máy và nhấn nút thì việc của chúng ta
làm đơn giản, đó là ngồi chờ để có kết quả cuối cùng. Cảnh sau đó thì mình để nhân vật chính sử dụng hiệu ứng đóng băng thời gian để làm đóng băng khung hình lại, hy vọng là có thể tìm được cái tên áo đen đó. Tuy nhiên mọi người có thể thấy là khi mà dòng xe cộ đã bị đóng băng lại rồi ấy, thì tên áo đen vẫn có thể chuyển động một cách rất là bình thường. Để làm được hiệu ứng này thì mọi người hãy vào phần Movie Effect và mọi người chọn hiệu ứng Time Freeze. Trên điện thoại sẽ sử dụng công nghệ AI để xác định chủ thể của chúng ta. Mọi người chỉ cần đứng vào một bên của khung hình và chiếc điện thoại sẽ tự động sử dụng công nghệ AI xác định chủ thể của các bạn. Và dòng xe cộ sẽ là phần còn lại của khung hình, thì nó sẽ tự động đóng băng cái dòng xe cộ đó và người của các bạn vẫn có thể chuyển động một cách rất là bình thường. Sau đó khi sử dụng quá nhiều ma thuật thì nhân vật chính bắt đầu bị dính tác dụng phụ và thế giới bắt đầu chuyển thành một thế giới song song. Tương tự như vậy thì để làm được hiệu ứng này, mọi người cũng chọn vào phần Movie Effect và mọi người chọn vào phần Parallel World. Ngay lập tức khung hình sẽ tự động nhân đôi cho mọi người, và việc của chúng ta đó là đứng lùi ra xa một chút để chúng ta có thể căn làm sao cho nhân vật chúng ta không bị đè lên khung hình bên trên. Và cảnh cuối cùng khi mà vòng xoáy không gian hiện ra, cảnh cuối cùng mình đã phải dành 5 ngày liên tiếp để vừa xem những hướng dẫn YouTube vừa thực hiện nó. Nếu mà mọi người yêu thích cái hiệu ứng này và muốn mình làm hướng dẫn cái hiệu ứng đó thì hãy comment cho mình biết ở phía dưới để mình có thể làm riêng một video chia sẻ với mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và mình sẽ hẹn mọi người trong video vào tuần sau. Bye.